chào các anh. Ờ, con này. Mày đi rút tiền gì mà lâu thế? À, lúc nãy em vừa có tí việc ạ. Anh Quân ơi, anh xem cho em cái điện thoại này ấy. Nó làm sao ấy? iPhone kiểu gì mà hệ điều hành Android thế này? Đâu, em xem nào. Em lấy ở đâu ra đây? Lớn rồi còn chơi hàng tàu à? Mày lấy đâu ra đây? Thì vừa nãy. Chị ơi, em nhờ một chút được không ạ? Tôi không mua đâu. Dạ không phải đâu ạ. Em muốn nhờ một chút thôi ạ. Chị biết tắt nguồn cái điện thoại này không chị? Tại sao điện thoại dùng mà lại không biết tắt nguồn vậy? Dạ không. Em chưa dùng iPhone bao giờ. Với cả là cái điện thoại này nãy em vừa nhặt được ở kia. Nhặt được à? Vâng. Sao anh không để lại đấy để cho người ta lấy? Em đứng đây đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có ai gọi đến cả. Em sợ nó hết pin nên là tắt nguồn đi. Lát nữa ấy, có cuộc gọi nhỡ thì em gọi lại cho người ta. Máy như có người gọi đến này. Chắc là chủ nhân của người ta gọi để lấy điện thoại lại đấy. Dạ vâng, để em nghe thử. Alo. Anh ơi, anh nhặt được điện thoại của em phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thế anh cho em xin lại nhá. Nhưng mà điện thoại này của anh thật à? Dạ, đúng rồi anh ơi. Nãy em quay xe chắc là bị rơi. À, cái vỏ điện thoại của em là màu hồng ấy anh ạ. Nhưng mà rơi điện thoại mà không biết à? Tôi đứng đây đợi cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế em gửi anh 500 nhá. Từ nãy giờ cả tiếng tôi đứng đây đi bán hàng ấy. Cũng phải bán được cả triệu rồi ấy chứ. Thế em phải gửi anh bao nhiêu ạ? Điện thoại này chắc là cũng quan trọng với anh đúng không? Dạ vâng, quan trọng lắm anh ạ. Thế thì anh gửi tôi 2 triệu đi. 2 triệu ạ? Chê đắt à? Không ạ. Thế mà cứ gửi kèo, giờ anh quay lại lấy điện thoại đi. Nhưng mà bây giờ em đang bận việc. Chắc là phải chiều tối em mới lấy được. Thế thì làm sao mà tôi đợi anh được? Tôi còn phải đi bán hàng nữa chứ. Anh cố gắng giúp em được không ạ? Em xin anh ấy. Tôi không biết đâu, 3 tiếng thì tôi không đợi ở đâu. Hay là anh có người quen ở gần đây không? Bảo qua mà lấy. Nhưng mà em lại không quen ai ở đây ý ạ. Thế thì tôi không biết được đâu. Kệ anh đấy. À, mà đây có một cái chị đang đứng này. Anh thử nhờ người ta xem, nếu người ta giúp thì tôi đưa cho người ta. Dạ vâng ạ, anh đưa giúp chị của em với ạ. Chị nói chuyện với anh ấy. Chủ của chiếc điện thoại này à? Vâng. Alo. Alo, chị ơi, chị có 2 triệu ở đấy không ạ? Chị đưa cho anh ấy giúp em với. Nhưng tôi với cậu quen biết gì nhau đâu mà đưa. Thì chị cứ coi như làm ơn làm phước đi ạ. Tại điện thoại em nhiều thứ quan trọng lắm ạ. Nhưng mà ở đây làm gì có đủ 2 triệu mà đưa cho cậu. Chị ơi, chị làm ơn làm phước được không ạ? Tại vì em đang đi ký hợp đồng mà trong điện thoại này nó có nhiều cái quan trọng lắm ấy. Thôi được rồi, có gì tôi ứng và tôi đưa cho cậu nhá. Nhưng mà cậu phải quay lại đây nhanh đấy, tôi còn phải đi việc nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Sao rồi chị? Đã giúp người rồi lại còn lấy 2 triệu nữa. Thì chị nghe như nói, chị giúp thì giúp, không giúp thì thôi chứ. Liên quan gì đến em? Thôi được rồi, ở đây có 1,5 triệu, cậu cứ cầm tạm đi. 2 triệu mà chị. Nhưng mà tôi còn có lấy tiền thôi. Dạ vâng. Thôi em đi đây. Ôi, mày dại quá em ạ. Mày bị lừa rồi. Cái điện thoại đều này mày dùng làm cái gì? Em cũng chả biết làm sao nữa. Thấy ông anh lúc nãy mặt cũng hiền lành mà. Hiền lành cái gì? Do mày không biết nên mày bị lừa đấy. Đúng rồi đấy. Mà cái máy này mua có 500 nghìn thôi mà. Phải công nhận một điều là không biết thì chắc chắn sẽ bị lừa rồi. Để ta xem nào. Đúng thật. Bây giờ Trung Quốc nó làm tinh vi thật. Mà cái loại máy Android này ấy, anh mua ấy chỉ có 300 nghìn thôi. Thế mày bị lừa ở đâu? Thì cái cây ngay ngã ba nhà mình ấy anh.
Bố láo thật. Anh để em gọi mấy trẻ con đâm cho chúng nó một trận. Tính mày lúc nào cũng sồn lên. Đầu mày không có não à? Nó gây chuyện xong ấy mà mày nghĩ nó đứng yên đấy để cho mày ra tìm nó à? Thôi được rồi, bây giờ thằng Quân gọi cho thằng Sơn đi điều tra cho anh, xem thằng nào là thằng gây chuyện. Vâng ạ. Mình sẽ có cách xử lý. Nhớ, đứng ở các cây ATM, kiểu gì nó cũng xuất đầu lộ diện. Dạ vâng ạ, em đi ngay. Anh em đi luôn nhỉ? Vâng. Mày ăn được rồi này, vứt đây. Anh ơi, giật hết cả mình, làm gì đấy? Thôi, viêm họng, không mua đâu. Không phải, em nhờ bác tí. Nhờ cái gì? Bác biết tắt nguồn cái điện thoại này không? Hả? iPhone. iPhone à? Nhưng mà đang dùng, sao lại tắt đi làm gì? À, chả là cái máy này ấy, nãy em nhặt được ở kia kìa. Ông phải để ở đấy chứ, người ta còn quay lại lấy thì sao? Thì em ngồi đây đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Mà có ai gọi điện cũng chẳng có ai quay lại lấy đâu. Với lại để cái điện thoại này á, cứ để không như thế này nó tốn pin. Nên là em tắt nguồn đi cho nó đỡ tốn pin bác. À, nhà hôm nay tôi có sạc, thế tôi cầm về tôi sạc nhá. Rồi người ta gọi đến tôi trả cho người ta, dễ, đơn giản. Không được đâu. Cậu định bắt người ta chuộc đúng không? Mà cũng phải thôi, rơi điện thoại ấy, người ta nhặt được là tốt rồi. Thông tin các thứ quan trọng lắm đấy. Vâng, em cũng có ý đấy. Mà có điện thoại kìa. Nghe đi. Ai ấy nhỉ? Có khi là chủ hay sao? Em bật ra ngoài thôi. Alo. Đúng rồi. Máy của anh à? Đúng rồi. Nhưng mà anh ơi, cái này anh phải có tí cho em được. Nãy giờ em đi bán nhá, bán được anh từ nãy giờ nó phải được cả triệu rồi chứ, anh làm mỗi 500. 2 triệu anh ạ. Đấy, máy quan trọng thế mà anh cứ làm nhỉ. Được rồi, anh quay lại luôn nhá. Nhưng em không có thời gian đến đây được anh đâu. Anh có quay này gần đây không? Anh bảo người ta quay lại đây đi. Em không quay được đâu. Không mà thôi, em đem điện thoại đi bán đấy. À anh ơi, ở đây có cái anh này này. Có gì anh định nhờ anh xem, anh giúp được thì giúp. Em không biết đâu. Được rồi. Ừ. Được. Sao anh? Tôi cầm cho nhá. Vâng. Tắt rồi. Lúc này thì vừa rút tiền để thì anh cầm nhá. Ôi, em xin. Thôi em đi nhá. Được rồi. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có cũng như không. Em phải công nhận là đại ca đỉnh của đỉnh luôn đấy. Chuyện tao mà lại, tao đã bảo rồi, đầu óc của tao nó thuộc hàng bác học rồi, mày hiểu không? Cứ nghe mày mà đi bán dăm ba cái kẹo kéo này thì muôn đời không kiếm được bằng từng mẻ tiền đâu. Rời đại ca đây. Ui, mà phải công nhận là mày kiếm đâu ra được cái đôi dép bần hàn thật đấy. Nhìn trông nó hèn, thực sự hèn. Không bần thì lấy đâu ra mà kiếm được 2 triệu ấy. Thế thì cho mày 5 lít. Tự nhiên cho em tiền làm gì? Thì tao kiếm được 2 triệu tao cho mày 5 lít. Anh kiếm được 2 triệu, anh cho em mỗi 5 lít. Không lấy thì thôi, tao cần đi. Có lấy. Cho em thêm 100 đi, em mua giày. 100. Vâng. 100 đấy. Nghĩ ra à? Cái tiền này ấy, là tao cho mày để mày đi mua cái mô hình điện thoại cho tao, mai còn làm việc, chứ không phải là cho mày tiêu đâu. Giờ dây đây. Giày hôm nay. Giày dép đây. Thì dép mày đây. Gì mà căng. Có cái đôi dép mày cũng kỳ bò.
Đi nào lằng nhà lằng nhằng. Nhưng mà xe ô tô ai để đây này? Mày không thích thì mày rắc ra. Ờ thì thôi em lùi xe lại. Ai rồi? Âu dè. Anh ơi, xe anh à? Anh lùi lại tí cho em dắt nhờ xe xuống với. Âu dè. Ai ơi, Cao Bồi à? Trông vui phết. Âu dè. Ô, Cao Bồi thật kìa. Anh Cao Bồi ơi, làm cái kẹo anh. Trang, lần trước trong hai thằng này, thằng nào lừa em? Thằng này anh ạ. Ái rồi. Lần này là hết vui rồi. Anh ơi, thế mấy anh em quen biết ngồi với nhau nhá. Em tao đang đứng, không phải ngồi. Đứng yên đấy. Tao hỏi chúng mày, chúng mày là thanh niên trai tráng, đầy đủ chân tay, mà lại đi làm cái trò lừa đảo này à? Mồm. Em xin anh, em chốt ra. Tại em thấy cái này kiếm được quá anh ạ. Em không dám nữa đâu. Tao hỏi mày, vì chúng mày thấy kiếm được quá mà biết bao nhiêu người ngoài kia phải khổ vì chúng mày không? Em xin anh, em biết em sai rồi. Mà thôi, trách ấy là cũng tại lòng tham con người. Lòng tham của cô, chỉ vì muốn lấy công 500 nghìn thì người ta mới có thể lừa đảo được. Cô hiểu chưa? Ngày hôm nay, mặc dù cô là người bị hại thật, nhưng nếu không vì lòng tham của cô thì người ta đã không thể lừa đảo được. Còn bây giờ, với hai thằng chúng mày, tao đưa ra hai lựa chọn. Gì à? Một là tao sẽ đưa chúng mày lên công an. Thôi, không chọn cái đấy đâu. Chúng mày biết mức án mà chúng mày phải trả là gì rồi đấy. Thôi anh tha cho em. Còn việc thứ hai, ta sẽ cho chúng mày tự lao động công ích. Em lao động anh ạ. Em lao động được. Lấp đầy cho tao cái hố này bằng cái đống cát ở đây. Ôi trời, đơn giản. Yeah. Ái ôi, hết dễ rồi. Nhưng mà anh ơi, sao anh không cho em dùng cái gì khác giúp cho nó nhanh? Anh lại bắt em dùng cái thìa này. Thế này bao giờ mới xong rồi anh? Chúng mày muốn làm một công dân tốt ấy thì phải biết lao động. Còn không ấy thì lên đồn mà ngồi. Như này em thà lên đồn còn hơn. Bao giờ mới xong được. Việc của hai thằng chúng mày ấy là ngồi xúc. Nói ý thôi. Nhưng mà nắng lắm anh ơi. Xúc. Em vẫn đang xúc đây. Nhanh cái tay lên. Yeah.